đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Bảo Anh khó chịu khi Trấn Thành liên tục nhắc đến Hồ Quang Hiếu. Sau một hồi im lặng, Bảo Anh có thái độ không vui khi đàn anh liên tục nhắc đến tình cũ của cô, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Bảo Anh sẽ là một trong những gương mặt khách mời xuất hiện trong game show Giọng Ấy Giọng Ai sắp tới. Nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả và hai đàn anh là Trường Giang, Trấn Thành. Tuy nhiên, cũng có khoảnh khắc hai nam MC kỳ cựu khiến Bảo Anh gượng gạo mất vui khi nhiều lần ngầm nhắc đến bạn trai cũ của cô là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cụ thể, vừa thấy Bảo Anh xuất hiện trên sân khấu, Trường Giang đã phát biểu: "Chỉ có ba từ để nói về em, không cảm xúc." Không khó để nhận ra Trường Giang ám chỉ bạn trai cũ của Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu, bởi Không Cảm Xúc là tên bản hit gắn liền với Hồ Quang Hiếu. Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành cũng hùa vào chọc ghẹo Bảo Anh. Trấn Thành nói: "Bao nhiêu lâu ta chưa gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau." Câu nói của Trấn Thành trích ra từ bài hát Không Cảm Xúc. Điều này khiến nữ ca sĩ ngồi cùng với đội nam MC chỉ có thể đơ mặt và phản ứng lại bằng cách nói: "Bây giờ làm sao, muốn đổi đội không?" Bảo Anh khó chịu ra mặt khi Trấn Thành và Trường Giang nhắc về Hồ Quang Hiếu. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu từng có khoảng thời gian dài hẹn hò, cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả hâm mộ. Sau khi chia tay, Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn chưa có người mới. Mỗi lần được hỏi về chuyện yêu Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu luôn dành cho tình cũ những lời khen có cánh. Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Tôi không thích nói nhiều về chuyện riêng tư, mọi người cứ đổ đồn thổi và mặc định. Tạm thời tôi chưa muốn nói về tình cảm và Bảo Anh, mong khán giả cho tôi khoảng không riêng. Tuy nhiên, Bảo Anh là cô gái tốt, chúng tôi vẫn cố gắng giữ ấn tượng tốt về nhau." Hồ Quang Hiếu tiết lộ cả hai không mấy khi liên lạc, cũng không còn là bạn nữa. "Lâu rồi không gặp, chỉ vậy thôi, chúng tôi cũng không làm bạn, không liên lạc. Tôi cũng không theo dõi hoạt động gì của cô ấy cả lâu. Lâu lâu thấy trên mạng thì vào xem xíu thôi, đó gọi là nhiều chuyện. Còn một xíu thử dạo này có thay đổi gì không thôi."